trên 1.500 người đã đến dự. Các ca sĩ đã mang tiếng hát và tấm lòng của mình đến với từng khán giả. Trời khá lạnh, nhưng thật ấm áp tình người Việt hải ngoại dành cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Kinh tế thời điểm này thật khó khăn cho mọi đóng góp. Từng tờ, 1 đồng, 5 đồng hay 20 đồng được cho vào các thùng tiền, không đưa đến con số như ý để thiết thực hỗ trợ đời sống thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn ở quê nhà. Nhưng những sinh hoạt như thế này vẫn giữ mãi tâm tình. Chúng tôi không quên các anh.